Lời đầu tiên cho Tracy xin được gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị có mặt tại show Mơ Ước Của Nhung ngày hôm nay, cũng như là hơn 2.000 khán giả đang xem trên online. Một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã giúp cho chương trình hôm nay thành công rực rỡ và giúp cho Mơ Ước Của Nhung trở thành hiện thực. Và Tracy nghĩ là ngay đêm nay cái giấc mơ đó, ước mơ đó sẽ thành hiện thực trong vòng maybe một năm đây thôi. Tại vì xây cất nó có take time, nhưng mà Tracy nghĩ là chỉ trong vòng một năm thôi chúng ta sẽ có ngôi trường Việt ngữ mang tên Phi Nhung. Và đây là hai cái áo dài, một cái thì theo Tracy biết áo này Phi Nhung đã từng mặc và có chụp hình rồi, và còn cái áo này thì được nhà thiết kế Võ Việt Trung design, nhưng mà Phi Nhung chưa có kịp mặc thì là em đã đòi bỏ chúng ta đi. Nhưng mà Tracy hơi có thắc mắc một cái á, hình như cái này là lúc Phi Nhung diet luôn nên nó ốm, nhưng mà còn cái này như lúc Phi Nhung còn mập hay sao á. Là chị cứ nói là nó một cái là trước dịch và một cái sau dịch. Chắc vậy. Và cái áo dài rất là đẹp. Ngày hôm nay đây là hai cái món mà đồ rất là quý giá của gia đình Phi Nhung. Và mong ước của Wendy là làm sao cho cái ước mơ của mẹ mình trở thành hiện thực. Cho nên là muốn gửi cái áo dài này đến tay của những người yêu mến Phi Nhung qua cái phần đấu giá của ngày hôm nay. Thì ai yêu mến Phi Nhung xin hãy hoan hỷ nhận cái áo dài này đem về. Chúng ta không có cần mặc, chúng ta treo lên thôi để làm kỷ niệm, để nhớ tới Phi Nhung. Because Phi Nhung is forever. Em làm trọng tài 10 giây cuối cùng. Dạ. Anh Tâm ơi, 10 giây. 10 giây, yes hay no con? Yes, yes hay no? Yes, con yes cái ta đưa tay lên liền. Yes đi. 2.500 hả? 2.500. Bây giờ Wendy nó phải yes người ta mới mua 2.500. Wendy ơi, gật đầu cho cô nhờ đi con. Yeah. Con chỉ cần yes. Ok rồi. Anh Tâm ơi, anh Tâm ơi, em xin lỗi anh. Dạ. Bên em trả 3.000 đô không anh? Rồi. cái tánh của em không này, cái này là lộn đâu, ai đâu chị 3.000 hả? Cái tánh của em không bao giờ thích mít lòng những người giàu có. 3.000 về ta đợi đợi chị liền. Trời ơi, quen liền phải không? 3.000 rồi anh chị, bệnh hỏi tiếp đi anh. $3,000. Chị ơi, em thấy là chị khóc từ đầu chương trình tới giờ rồi đó. Chị tới từ đâu? Chị tới từ Utah. Yeah.